Xin chào cả nhà mình. Bây giờ đã là 4 giờ chiều ngày 24 Tết. Không biết Tết có mọi nhà đến đâu rồi. Nhưng nhà mình thì cũng chưa đi sắm sửa được gì nhiều. Đào quất cũng chưa có. Mình đang bảo bây giờ đi chọn lấy một cây đào hay cây quất để về làm đẹp cho không gian trước sân nhà. Vậy mời mọi người ngắm tạm mấy cây hoa ở trước nhà của mình nhé. Đây là cây hoa đồng tiền kép ta màu vàng. Bữa trước nó ra nhị xanh. Mình tưởng là hoa màu xanh cơ. Đây là lần đầu tiên nó ra hoa khi trở về làm bạn với mình. Rất là đẹp phải không mọi người? Bông hoa to nhất này thì đã nở phải đến 20 hôm rồi đấy. Còn ba bông bé thì khoảng độ chục hôm. Khi hoa đồng tiền nở rộ như thế này thì nhìn rất là đẹp. Sáng nay mình có đi qua chợ lễ và hỏi giá tiền của một cây hoa đồng tiền như thế này thì họ bảo là tầm 90.000. Nếu trả giá thì cũng phải 60-70.000 họ mới bán. Của nhà trồng được cứ chơi vậy thôi, chứ mua Tết bây giờ thì có lẽ là rất là đắt. Cây hoa quân tử, chậu hoa quân tử bắt đầu nở bông, chùm nụ bắt đầu cho ra những bông hoa màu đỏ bé bé xinh xinh như những hạt nả màu đỏ ấy các mọi người ạ. Mỗi loại hoa mang một vẻ đẹp riêng, làm đẹp cho ngôi nhà của mình. Còn ở đây là cây hồng môn đang đâm những búp lá mới. Mình mong chờ xem là tương lai nó có lên những cái mầm con không, giống như cây khoai không, thì mình sẽ đánh ra để trồng hoặc chia sẻ cho mọi người. Bông hoa này thì nở rất là lâu rồi. Tết nhà mình chưa về đến nhà. Cho mọi người ngắm nhìn mấy cây hoa ở trước sân thôi nhé. Đây là cây hoa đồng tiền kép. Bông hoa không được đẹp cho lắm, nhưng thôi cũng xài tạm với mọi người ạ. Cây nhà lá vườn, hoa gì đây mọi người? Hoa cúc vạn thọ màu vàng chanh, không có vẻ đẹp riêng đấy chứ. Cái hoa giấy hết bông rồi. Gần đến Tết thì lại hết bông. Buồn quá. Cây mẫu tử, mẹ con. Chậu lan càng cua mình mới gây được. Chắc sang năm thì mình có thể đẹp được.
Tết năm nay ít hoa hơn, không có nhiều hồng đẹp để chơi. Cái hồng lửa này nó rất là khỏe, nó cứ ra suốt và cũng khá bền hoa. Độ này được 2, 4 và 6, 7 bông. Mới tàn mất một bông rồi mọi người ạ. Ngoài trời mưa xuân lắc lắc bay. Vườn rau của mình không phải tưới nữa. Rồi, có lẽ xin chào mọi người nhé. Mình với ông xã sẽ đi chợ chiều để tìm xem có cây đào, cây quất nào về làm đẹp thêm cho ngôi nhà. Ngày Tết mà làm quanh năm vất vả rồi. Thế mà mình mua được cây đào hay cây quất gì thì mình sẽ đăng lên để khoe mọi người nhé. Mỗi ngày mở cái kênh của mình ra lại thêm được những like, nhận được những like của mọi người và thêm nhận thêm được người đăng ký thì mình cảm thấy rất là vui, có thêm động lực để làm video. Xin mọi người hãy xem kênh, bấm like và ủng hộ cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.